Nguyệt xin kính chào ông bà cô chú, anh chị em và các bạn đang xem kênh Tư Tèo Vlog nha. Chào cả nhà. Hôm nay thì Nguyệt sẽ đưa ông xã để đi đến bệnh viện khám bệnh đó cả nhà. Thì chiều hôm qua tới giờ cũng đau lưng. Không biết sao cả nhà mà tự nhiên qua nay là nó đau tròn cái thắt lưng này nè. Khum cũng được mà đứng thẳng cũng được. Nó có lúc hồi nó nhói là không làm sao được chứ. Ngồi cũng được mà đứng được mà khum cũng được nữa. Cái chút nó dịu lại thì ngồi được. Bây giờ nãy giờ thấy nó ê lại nè. Giờ đi vô bệnh viện khám coi bị gì. Bị rồi chiều hôm qua nhưng mà tối cũng khó ngủ cả nhà, nằm cũng đau nữa. Nằm là không nằm thẳng được. Nhưng mà sáng dán thuốc gán cũng đỡ, sáng cũng đi gán cắt cỏ, bình thường thì giác 6 bó. Mà hồi sáng thì chia ra làm 8 bó, chia ít ít vậy đó cả nhà. Cũng mình có đau mình cũng gán á, mình cắt cỏ cho bò ăn. Để thôi bò không có cỏ ăn, Nguyệt thì mình giác không được, người cắt không à. Thì hôm nay thì cũng như mọi khi thì mỗi ngày thì gia đình Nguyệt có làm việc gì đó thì chia sẻ cả nhà thôi. Nguyệt quay clip này để chia sẻ, như là hôm nay mình đi bệnh viện rồi mình chia sẻ, rồi cũng về làm món ăn như mọi khi cả nhà. Thì mỗi ngày thì mỗi cái video chứ họ quay lên thì không có ý định gì đâu cả nhà. Bây giờ thì hai chồng tới chiều nè, tới đầu giờ chiều nè bệnh viện ta làm á mình mới đi. Tại vì lúc sáng á thì do là đau cho nên cắt cỏ từ từ á, giác từ từ cho nên không có đi kịp giờ buổi sáng, phải đợi buổi chiều. Rồi bây giờ thì Nguyệt sẽ chở ông xã đi nha. Anh chạy đi chứ anh chạy không được. Thường thường á đi thì tèo chở không cả nhà, bữa nay thì cho bà xã chở luôn. Từ từ thôi em ơi. Lâu lâu xã thì cũng đau, cái thắt lưng lắm cả nhà, nhưng mà chịu được, đau cũng được. Thấy thì bị đau hoài à, cho nên là đi khám mình chụp hình siêu âm coi có gì không đó nha. Đã đến bệnh viện cả nhà, bây giờ đợi siêu âm ha. Bệnh viện
xong chưa anh? Đi chụp hình rồi trở lại phòng số 7. Đi hả? Hiện tại giờ thì mình đang ở bệnh viện đa khoa Hoàng Tứ nha cả nhà. Ở đây thì người ta là đa khoa, ta sẽ có chụp X-quang với lại siêu âm đầy đủ hết. Mình muốn kiểm tra gì thì có anh nha. Bây giờ ông xã được lấy thuốc xong rồi mình về cả nhà, rồi mình sẽ báo kết quả cho cả nhà biết nha. Đi về tới chợ rồi, ghé mua bữa nay mua đồ ăn cả nhà, chứ không có ẩm thực nha. Chúc dạ. Này quay không hả chứ có mưa gì hả? Thôi đi, mua cảm ơn. Đây mũi heo có tiền. Cái này mũi heo mà hả chú? Phải không? Cái này mũi heo phải không chú? Ờ đúng rồi. Yeah. Chú này thì cũng gần nhà cả nhà, để mình ghé ủng hộ. Cái gì vậy? Lỡ. Cái này chín chưa chú? Chín rồi. Lấy gì con gà đi. Con gà. Rồi thì Tài cũng đi khám bệnh về tới nhà thì chia sẻ bệnh tình cho cả nhà biết ha. Chào cả nhà. Con chào cô chú. Hôm nay thì Tèo vô chổng siêu âm chụp X quang cả nhà. Đau quá đau quá trời, còn đau nãy giờ về như ngồi xe động á, dằn đau. Cái pin nè. Cái này chắc gọi đèn pin mới thấy. Này bác sĩ chỉ Tèo cả nhà. Này không thấy mời, gọi thấy, đèn pin. Gọi đèn pin mới thấy. Không thấy không? Gọi vô đèn thấy không? Hai đốt đó đó. Em thấy. Vô điện thoại chẳng thấy không? Thấy. Hai cái đốt mà có cái em qua đây nè, em qua đây nè. Chỉ cho cả nhà xem. Đây nè, hai đốt đó, cái đó là kêu cái bằng phần chỗ này là thối quá nè. Thối quá gai luôn cả nhà. Thối quá cái nhọn. Cái bị huyết á, cái nó thành gai, nó đâm gai y gan cái giò em bữa hổm cũng chụp hình cũng bị gai kiểu này nè. Bị gai góc giò, còn anh thì ngay chân cái đốt sống lưng nè. Đốt thương mấy thì mình không gõ ha. Hai đốt, bác sĩ nói bác đốt. Sĩ nói là bị thối quá, xong rồi cái lâu ngày á, cái nó bị mòn á, cái nó sinh ra gai á cả nhà. Bị gai cái hai cái đốt này nè. Nó sẽ bị ảnh hưởng đến những cái thần kinh xung quanh á, rồi làm mình đau á. Thấy không rõ em ơi. Thấy rõ, trong màn hình thấy rõ. Ừ. Tại anh mắt anh mờ không biết. Em nhìn vô camera em thấy rõ mà. Em gọi ơi gọi. Hai đốt này. Vậy nhìn rõ. Em hạ đèn xuống chút đây. Vậy nhìn rõ đó. Hạ cái đèn xuống. Vậy đó, nó vậy nhìn rõ đó. Anh rõ hả? Ừ. Nhìn vô camera thấy không rõ. Dạ. Yeah. Có tại mắt anh mờ. Thì có siêu âm nữa cả nhà. Đây người ta để là ghi nhận khác là gai nè. Gai. Gai đôi rồi ếch một nè, em không biết nha. Em cầm giấy im. Cái gai đôi nè. Nhìn trên đây nè. Có gai đó cả nhà, đừng nhích em lên nè. Để xuống, ôm biết. Nghe đây nè. Kết quả này là còn chụp á. Còn chụp X quang. Còn siêu âm nè. Cái này là còn siêu âm ha. Cái siêu âm ta xem mọi thứ bình thường hết. Nhưng mà tới kết luận là sỏi thận trái. Sỏi thận trái thì có để nhiều không? Có để nhiều. 5 ml. 5 ml này thì bác sĩ nói là cũng nhỏ hả cả nhà. Nhưng mà hồi mình không biết là tới bi lớn thì bự nha, nhưng mà nó cũng phát triển, nhưng mà hiện tại giờ này nó là theo bác sĩ nói là nhỏ. Bác sĩ nói không sao. Cái nhỏ. Có phát triển thì tùy theo cơ địa của mỗi người, có thể phát triển nhanh chậm gì đó thì tùy theo. Tèo cứ nghĩ là Tèo bị thần kinh tỏ không cả nhà, nhưng mà đi chụp hình với siêu âm thì không có, cũng mừng. Nhưng mà con cái thì gai cột sống này nè, gai cột sống này thì nói chung là cũng mệt với cái này rồi. Nói chung thì chia sẻ cả nhà là
ông xã Nguyệt nào đó tới giờ thì không có đi bệnh viện. Có hồi lúc ông xã Nguyệt lúc nói là 18 tuổi hả? Không không, tầm khoảng 12, 13, 14 vậy đó, tầm đó. Thì lúc đó thì Tèo cũng bị sạn đường tiểu cả nha. Một lần là đau, là kêu bằng đau là đau dễ chết không á. Nhưng mà cũng nhờ uống thuốc này thuốc kia thuốc nam không à. Rồi cái đầu sạn đường tiểu. Ra cái viên sạn khỏe luôn tới giờ. Thì Tèo bị đau lại, Tèo cũng nghi là sạn thận á cả nha. Sạn đường tiểu á, cho nên là muốn vô chổng siêu âm lại coi có đúng không. Nhưng mà viên sạn trong cái thận thì mới có 5 ml. Chỉ có 5 ml thôi, chỉ có một viên thôi. Còn cái hổng gài hôm qua nay Tèo đau là đau ảnh hưởng là cái gai cột sống đó đó. Gai cột sống. Gai nữa nó chèn ép thần kinh đó. Tại vì hôm qua kéo lưng đó. Nó nói là thói quá cột sống là nó chèn ép thần kinh dữ lắm. Bác sĩ vật lý trị liệu thì bác sĩ Hòa ở trong Sóc Trăng thì mẹ mình cũng hay đi kéo đó cả nhà. Hổm mẹ bị cụp xương sống luôn á, mà kéo cũng khoảng thời gian cũng trên cả tháng hả chú? Kéo hơn tháng. Dạ. Cũng đó thì hiệu quả nhưng mà mình phải kiên trì, mình theo từ từ cả nhà. Bác sĩ nói cái này không phải là mình kéo ra một ngày nó nhiều được. Quy định là mỗi một ngày bao nhiêu cm thôi, mình cứ làm mỗi ngày vậy đó. Thì từ từ thì nó sẽ giảm, nó không còn đau. Nếu mà mình uống thuốc giảm đau nhiều quá thì nó sẽ có tác dụng phụ cả nhà. Thì mình cũng dự định là ông xã mình uống thuốc này một tuần lễ ha. Rồi sau đó giảm đau rồi đó thì mình cũng vào bác sĩ Hòa để mình kéo để nó không bị chèn dây thần kinh á, mình sẽ không còn đau nữa. Bác sĩ nói bị thói quá rồi á, là dây thần kinh nó bị chèn ép, là kéo cho dây thần kinh là nó giãn ra thôi, chứ cái thói quá đó là không hết được. Chỉ là mình chỉ cái dây thần kinh cho nó giãn ra, nó đừng có chèn ép, chứ cái thói quá là phải chịu chứ không hết được. Rồi phần là thói quá với lại gai cột sống hay là gai gót giò đó, thì Nguyệt thì bị gai gót giò, ông xã Nguyệt thì bị gai cột sống. Chia sẻ cái clip này lên, nếu mà cả nhà mình có ai mà biết ví dụ như là thuốc nam mình uống cái gì có thể trị được thì cả nhà comment cho hai vợ chồng Nguyệt đi kiếm để mình cũng uống cả nhà. Mình vừa trị liệu thuốc tây nè, mình vừa sử dụng thuốc nam luôn, thì người ta gọi là phước chủ mai thầy. Nếu như mình cơ địa mình hợp á thì mình sẽ hết, thì cũng mừng cả nhà. Hoặc là mình giảm đau cũng tốt nữa cả nhà. Thì hôm nay thì ông xã hơi do ông xã Nguyệt đau đó cho nên cũng không đi săn bắt gì được, thì cũng mong cả nhà thương và theo dõi video của gia đình nha. Chắc tình hình này chắc tạm săn bắt thời gian quá cả nhà. Vì cái lưng không có khom được. Không có khom được. Hôm qua nay là Tèo không có khom được luôn á. Không có làm nặng được luôn. Sáng ngày gán ôm được mấy bó cỏ về cái đau trở lại. Nếu mà ngày mai á anh còn đau nữa thì chắc em mượn, em cắt cỏ xong á, mượn anh Sáu sẽ giác rồi xong rồi cho anh Sáu tiền cà phê cũng được cả nhà. Cũng có anh Sáu cũng làm này kia cũng giúp đỡ á. Nói với anh Sáu đi, cắt rồi mượn anh Sáu giác. Hôm nay thì anh hai ngoại chuẩn bị lập ton chọi cả nhà. Cái lưng Tèo bị gì Tèo cũng không có phụ được. Giờ nó nói chân là không phụ được. Hả? Chị với hồi con cưới gheo cho cha nha. Ừ. Bé Út thì đang cưới gheo. Chứ hai cũng phụ em nha. Dạ. Phụ em tưới gheo, tưới hoa nè. Cha uống thuốc rồi, ngày mai chắc có thể là cha, nếu cha khỏe là cha khỏe nè. Hy vọng là sẽ khỏe cả nhà. Hy vọng là ngủ đêm nay, sáng mai cái lưng Tèo sẽ hết đau để đi cắt cỏ. Ở đây thì nãy Nguyệt ghé mua con gà quay, muối ớt nè, nhưng mà chỗ này chỗ khác nè. Với Nguyệt có mua thêm một ít sườn nè để cho mẹ ăn nha. Mẹ Tèo thì không ăn gà cả nha, cử thịt gà cho nên là mua sườn nướng. Trời, cái này có vụ rau găm mới việc ngồi ôm nè. Sao ăn không? Không ăn thì để anh chồng. Chồng ơi, hồi nãy con thấy cái này lạ lạ. Để chồng đi. Ủa, ngồi ôm mình ở ngoài nhà ngoài. Đâu còn cái nào đó. Đi sao? Đi chồng trên. Hả? Vậy em lấy cái nhắc đó thôi, để góc nữa anh chồng. Cạn thôi. Bé Út lấy cho mẹ cái gấp, bé Út. Cho mẹ cái gấp này, mẹ gấp thịt nha.
Ở đây là phần sườn nướng nè. Nướng màu nhìn cũng đẹp quá ha. Đó, này gà nè. Món này bé Út mê lắm. Đúng bé Út. Nè, cái này của chị Hai nè. Mẹ ơi. Hả? Hồi lúc trước mẹ mua vịt quay con thấy ăn không bằng gà nướng quá ớt. Kỳ vậy. Vịt quay chắc sao? Tại vịt quay đi xa. Hồi nãy mà cũng tính mua mà sợ đi xa về đi xa, nó nguội á. Nay mình mua gần hơn. Chưa ăn thử lên để hồi con coi coi chỗ nào bán ngon hơn. Ừ. Đối với bé Út thì chỗ nào chắc cũng ngon à. Không có đâu. Rồi thì bữa ăn thì gia đình Tèo cũng đã chuẩn bị xong. Tèo mời cả nhà ăn cùng gia đình nha. Nguyệt mời cả nhà cùng dùng cơm gia đình Nguyệt nha. Ở cả nhà dùng cơm nha. Cơm mời nội cha mẹ cũng chưa ăn cơm. Mẹ ơi, mấy cái cho mẹ lá chanh hả? Mẹ không biết. Ta bán nó con ăn thử thôi, mẹ cũng chưa có ăn nữa. Ta làm sẵn hết. Bữa nay bà nội nói xa. Nè, cho bà nội ưu tiên bà nội dĩa đó. Cho béo cái đùi nữa nè. Đùi này nè, đùi thôi. Cả nhà ăn sườn nướng nha. Thì mình không có ăn gà cả nhà. Nhất á. Rồi không dám ăn gà, thử gà. Rồi Nguyệt nó mua sườn nướng. Rồi, thầm mời cả nhà ăn thịt gà nướng nha. Cục bự quá ta, cắt cục bự bự. Chấm thì ngon. Ớt cũng ngon đấy ha. Mời cả nhà ăn gà nướng nha. Vừa ăn ha. Ớt vừa ăn. Ủa cái người bán kêu cái bạn chú không ha? Chú à. Quăng em hả? Dạ. Con em biết trường anh chị ngồi kêu chú. Con kêu, con kêu má quăng em tới là bà cô rồi. Dạ. Ta không biết á. Thì chú mới thấy anh Nhân nè. Chú mới hỏi. Thì má của quăng em là em của bà cô ba. Má cũng ở 7 á. Thứ 5 á, cô ba thứ 3. Còn anh bịt mặt vậy mà không nhìn cũng ra anh. Ở sớm mà em không biết. Ở sớm mà chú xuống dưới chợ cái nè, hướng chỗ bán á. Cha. Không biết tại sao chú nó nhìn ra cha. Sao? Để sớm này cha đẹp trai nhất. Trời. Trời. Hết đau lưng bữa hổm bữa hổm thì nói không ai thương tự nhiên bữa nay nói sớm này cha nhất mà hồi xưa cha không đẹp. Bữa nay nghe cha đau lưng cái khen cha này kia là để cha bớt đau lưng phải không? Ô con không gì dạ. Này có dưa chua dưa cải dưa leo ha. Cái lá gì á nè? Nào. Em không biết cái lá gì trong này nè. Hình như ớt á nè. Lá chút lên. Không thấy làm như mùi lá chút em ơi. Chút không? Ừ. Lá chút á. Không biết mùi lá chút luôn. Tôi cảm thấy giống như lá mơ mà lá mơ mà mình khác gọi lá mơ, lá mình gọi là lá thu đập vậy đó. Nó đang không có mùi. Ừ, có lá là lá chút chứ đâu mà lá mơ. Tại vì bầm vô là nó chấm hơi bị nhuyễn cái chút hay lá vàng. Lá vàng chua. Ừ, là chua mà. Ừ. Ở Tây Ninh là ta nấu chua là ta chỉ sử dụng lá giang bỏ vô là chua thôi chứ. Với lại em là công ty á. Cái nhầm bữa mấy chị làm nước chấm bữa trưa vô đó rồi mua rau cải đủ thứ hết. Cái làm nước mắm chấm giống mình á. Nhưng mà sắc lá giang bỏ vô là khỏi làm chanh đó. Biết rồi. Đó, ăn đó, ăn lá giang thì còn ngon chua nữa mà. Dạ. Giống như ta làm nước mắm vô, ta bằm xả với lá giang nha. Là khỏi để chanh. Rồi cái mình chấm vậy nè, cái mình dít ăn luôn à. Không chua lá vàng ngon nữa. Dạ. Ở đây mình không trồng lá vàng được. Phải không? Lá vàng nó hình như là nó sống cái vùng đất cao. Ở Tây Ninh đâu đâu cũng có bán chứ. Ừ. Tây Ninh dùng đất đỏ mà. Gà mua về nóng ăn ngon ha. Ngon không? Anh đi cho bò ăn. Ngon quá, tắt đà rất thanh luôn. Ngay muốn ruột hả? Hai bé xung phong là tứ đồ rồi đó. Chế nãy chế bệnh làm
đi làm cơm đi chế ăn đó. Dở khô đồ ra là chan nước lạnh vô cho chế ăn. Đó có đâu, con đang thích ăn chè nước nóng, con chỉ nước nóng. Chè nước nóng hả? Ừ. Ăn khô chan nước vô. Sáng hai chồng đi ruộng về đó nha. Tủ lạnh còn khô á, cái hột chiên để đó. Nhà bé ha, tự ăn. Thích ăn khô chan nước lạnh. Con làm nội thì khô chan nước cơm. Chan nước cơm rồi ăn nước khô. Chú ăn thịt nhiều nhiều đi. Chú ăn hết đó chú. Ăn hết dữ rồi, nhiều dữ rồi. Con gà nhìn béo trời. Béo. Hết cổ rồi. Cổ cục ha. Cổ ngắn ăn cổ cục hết. Béo phầy. Nãy con thấy mẹ chặt. Nhà này cái da có mỡ nè, nó nướng thấy mỏng lửng đó. Dạ. Cái không khô. Béo khen gà này mập nè. Bán làm sao? Cân ký ha, là bán mỏ. Dạ là bán con không? Bữa ăn dành Nguyệt cũng đã xong. Nguyệt xin cảm ơn cả nhà trong suốt thời gian qua đã luôn yêu thương và ủng hộ kênh gia đình Nguyệt nha. Nguyệt xin kết thúc video tại đây. Hẹn gặp cả nhà trong những video sau. Và Nguyệt chào cả nhà. Chào cả nhà. Con chào ông cô chú.